hãy tiên phong và trở thành một phần của thế giới không bệnh tật không phụ thuộc vào thuốc men sự khao khát thông tin dinh dưỡng của công chúng luôn khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cho dù tôi đã dành cả cuộc đời nghiên cứu thực nghiệm về dinh dưỡng và sức khỏe vì lẽ đó không có gì khó hiểu khi sách viết về chế độ dinh dưỡng luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất gần như mọi tạp chí nổi tiếng đều có những chuyên mục đặc biệt đưa ra những lời khuyên dinh dưỡng báo chí các chương trình phát thanh truyền hình và internet là những kênh thông tin dồi dào giúp bạn tìm kiếm những thông tin dinh dưỡng và sức khỏe bạn đang quan tâm tuy vậy với việc tiếp cận với lượng thông tin khổng lồ như thế liệu bạn có tự tin rằng bạn đã biết mình nên làm gì để cải thiện sức khỏe bạn có nên mua thực phẩm hữu cơ để tránh được những nguy hại đến từ thuốc trừ sâu những chất tồn tại trong môi trường có phải là nguyên nhân chính gây ung thư hay là nền tảng sức khỏe của bạn đã được bộ gen di truyền mặc định ngay từ khi sinh ra carbon hydrate có thực sự làm cho bạn tăng cân không bạn nên quan tâm đến tổng lượng chất béo ăn vào hay chỉ quan tâm đến những chất béo bão hòa hay còn gọi là chất béo no và chất béo chuyển hóa và bạn nên uống loại vitamin nào bạn có sử dụng những thực phẩm giúp tăng cường chất xơ bạn có nên ăn cá hay không nếu có thì bao lâu ăn một lần các thực phẩm làm từ đậu nành có thực sự giúp ngăn ngừa bệnh tim tôi đoán là bạn không chắc liệu mình có thể trả lời chính xác những câu hỏi này hay không nếu vậy bạn cũng giống như đại đa số mọi người đang rơi vào tình trạng dù có rất nhiều thông tin và lời khuyên không mấy người thực sự biết được mình nên làm gì để cải thiện sức khỏe bạn bối rối không phải vì các nghiên cứu chưa được thực hiện có chứ chúng ta đã biết được rất nhiều về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe tuy nhiên khoa học thực sự đã và đang bị chôn vùi bên dưới một mớ hỗn độn những thông tin ngoài lề thậm chí là những màn cổ suý các thói quen gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe những thông tin phản khoa học những chế độ dinh dưỡng không hợp lý các chiến dịch tuyên truyền cho ngành công nghiệp thực phẩm tôi muốn thay đổi điều đó tôi muốn mang đến cho bạn một cái nhìn tổng thể hoàn toàn mới mẻ để có thể hiểu rõ hơn về dinh dưỡng và sức khỏe theo cách này các bạn sẽ nhận được đâu là những nhầm lẫn có vậy thì mới có thể điều chỉnh đúng mới có thể ngăn ngừa và điều trị bệnh tật mang lại cho bạn một cuộc sống lành mạnh trọn vẹn tôi là người trong hệ thống đã hơn nửa thế kỷ nắm giữ những vị trí cao nhất thiết kế và chỉ đạo các dự án nghiên cứu lớn quyết định xem dự án nào cần được tài trợ tôi cũng dịch rất nhiều nghiên cứu để làm báo cáo tại các hội nghị chuyên gia sau một thời gian dài nghiên cứu hoạch định chính sách kể cả giảng dạy cho nhiều đối tượng cả chuyên nghiệp lẫn đại chúng hoa kỳ bây giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều người lại hoang mang nhiều như vậy tôi nghĩ bất kỳ ai cũng xứng đáng được biết rằng nhiều khái niệm chung chung và phổ thông chúng ta thường nghe thấy về thực phẩm sức khỏe và bệnh tật hầu hết là sai sự thật ở đây tôi cần khẳng định rằng hóa chất tổng hợp trong môi trường và trong thực phẩm tuy có ẩn chứa nhiều vấn đề nhưng chúng không phải là nguyên nhân chính gây ra ung thư các gen mà bạn kế thừa từ cha mẹ không phải là yếu tố tiên quyết trong việc xác định xem liệu bạn có nhiều khả năng mắc phải các bệnh nguy hiểm như các bệnh ung thư các bệnh về tim mạch hay không chính hy vọng rằng việc nghiên cứu di truyền nhiều khả năng sẽ giúp tạo ra những phương thuốc chữa trị bệnh tật đã khiến chúng ta bỏ quên những liệu pháp hiệu quả và có thể sử dụng trong hiện tại việc ra sức kiểm soát bất kỳ một lượng chất dinh dưỡng nào đưa vào cơ thể như carbon hydrate chất béo cholesterol hoặc chất béo omega 3 đều không có tác dụng tích cực lâu dài cho sức khỏe của bạn. Việc bổ sung vitamin và một số chất dinh dưỡng về lâu về dài không phải là cách phòng chống bệnh tật hiệu quả. Thuốc và phẫu thuật không chữa dứt điểm được những căn bệnh đang là thủ phạm hàng đầu gây tử vong Bác sĩ có thể không hề biết bạn cần phải làm gì để trở nên khỏe mạnh nhất có thể. Tôi nghĩ trước hết chúng ta nên định nghĩa lại thế nào là bổ dưỡng. Đó chính là ăn uống đúng cách. Từ 40 năm nghiên cứu thực nghiệm của mình, bao gồm những phát hiện thu được từ một chương trình thí nghiệm kéo dài 27 năm, được tài trợ bởi các nguồn quỹ uy tín. Tôi và nhóm cộng sự đã chứng minh được rằng ăn uống đúng cách có thể cứu sống bạn. Tôi sẽ không yêu cầu bạn tin tưởng ngay kết luận của tôi vừa nêu ra. Tôi nghĩ bản thân cuốn sách này sẽ giúp tôi thuyết phục bạn bởi nó được viết nên từ sự khảo cứu đến hơn 800 tài liệu và phần lớn là các dữ liệu chính thống tôi và các cộng sự đã nghiên cứu hàng trăm bài báo khoa học được các nhà nghiên cứu viết nên nhằm chỉ ra những giải pháp làm giảm bớt khả năng mắc phải ung thư các bệnh tim mạch chứng đột quỵ béo phì tiểu đường những bệnh tự miễn loãng xương thoái hóa não bộ sỏi thận, mù mắt, vân vân. Một số phát hiện đã được xuất bản trong các tạp chí khoa học uy tín chúng cho thấy khi chuyển đổi sang một chế độ ăn uống phù hợp, bệnh nhân tiểu đường ngừng dùng thuốc. Bệnh tim mạch có thể được cứu chữa thông qua ăn uống điều độ. Trong đó, việc giảm sử dụng động vật có ý nghĩa quan trọng hơn việc giảm chất béo bão hòa ung thư vú có liên quan đến nồng độ nội tiết tố nữ trong máu điều này lại liên quan đến những gì chúng ta ăn vào cơ thể sử dụng nhiều thực phẩm từ sữa có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới các chất chống oxy hóa có trong trái cây và rau củ kích thích trí não của người già hoạt động. Sỏi thận có thể được ngăn ngừa qua việc áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh. Tiểu đường tiếp 1 một, một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất mà trẻ em có thể mắc phải có liên quan mật thiết đến việc người lớn cho trẻ ăn uống như thế nào những phát hiện này chỉ ra rằng chế độ ăn uống lành mạnh chính là vũ khí mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể dùng để phòng ngừa và chống lại bệnh tật hiểu biết này không chỉ có vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với bất kỳ xã hội và cộng đồng nào trên thế giới chúng ta phải biết Tại sao đời sống hiện tại hiện đại của chúng ta lại chứa đựng và phát tán quá nhiều thông tin sai lệch về dinh dưỡng và sức khỏe đến như vậy? Tại sao chúng ta lại có cái nhìn cực kỳ sai lệch trong việc tìm hiểu chế độ dinh dưỡng và bệnh tật? Trong cách tăng cường sức khỏe và đối phó với bệnh tật? Tại Mỹ xét theo nhiều tiêu chuẩn đánh giá, thì mặt bằng sức khỏe của người dân nước này đang tụt dốc. Nếu tính trên bình quân đầu người, người Mỹ đã chi cho việc chăm sóc sức khỏe nhiều hơn bất kỳ công dân nào trên thế giới. ấy vậy mà, theo thống kê năm 2011, có đến 2 phần 3 dân số Mỹ bị thừa cân hơn 25 triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường, tăng khoảng 10 triệu người so với số liệu được trích dẫn trong cuốn sách này ở lần xuất bản đầu tiên năm 2005. Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu, giống như cách đây khoảng nửa thế kỷ. Trong khi đó, cuộc chiến chống ung thư chính thức bắt đầu vào những năm 1970 vẫn chịu thất bại thảm hại. Một nửa dân số của nước Mỹ có vấn đề về sức khỏe và cần phải uống thuốc theo to kê mỗi tuần. Mặc dù số lượng người Mỹ có nồng độ cholesterol cao đã giảm xuống trong vài thập kỷ gần đây, nhưng hiện vẫn còn hơn 7 triệu người phải sống chung với tình trạng bệnh lý này. Vấn đề còn trở nên tồi tệ hơn khi chúng ta đang nhấn chìm lớp trẻ trong xu hướng mắc phải bệnh tật ngay từ khi còn rất trẻ. Khoảng 1 phần 3 thanh niên Mỹ đang bị thừa cân hoặc có nguy cơ bị thừa cân. Cứ như thế, lớp trẻ đang trở thành nạn nhân của một dạng bệnh tiểu đường mà trước nay chỉ xuất hiện ở người đã có tuổi và đang phải uống nhiều thuốc kê toa hơn bao giờ bất kỳ thế hệ nào trước đó. Tất cả các vấn đề này đều xuất phát từ 3 thứ: bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nếu như thấy video có ích thì các bạn đừng quên nhấn like hoặc click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Hãy đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên. Chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Trân trọng mến chào.